tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi gồm 3 người thực hiện chuyến khảo sát thiết kế cho anh Phúc ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, một ngôi nhà vườn mái Thái, hay gọi là nhà cấp 4 ạ. Thì mời các bạn cùng chúng tôi xem cái quá trình chúng tôi xuống khảo sát nhà anh Phúc ở xã Ngũ Hiệp như thế nào, và cái cung đường chúng tôi đi xuống xã Ngũ Hiệp cùng với cái khuôn viên hiện trạng khu đất và khuôn viên xã Ngũ Hiệp từ trên cao để xem khu dân cư nơi này phát triển như thế nào, cùng các cái yếu tố phong thủy bên cạnh khuôn viên khu đất nhà anh nhé. Đây là cái cung đường ở xã Ngũ Hiệp thì rất là thoáng mát và rộng rãi, rất nhiều nhà. Thì hôm nay anh Phước là khách hàng thứ 3 trong ngày mà chúng tôi phục vụ ở trên đất nước Việt Nam này. Thì hai cái đầu là sáng nay chúng tôi đi Bắc Ninh, sau đó đến Hải Dương, và bây giờ là về đến huyện Thanh Trì để phục vụ khách hàng tại đây. Đây cầu vượt này, đường sắt chùi dưới này. Rồi thì chúng tôi đến nơi rồi thì xin mọi người chờ đợi xem vị gia chủ chúng ta như thế nào và cái yêu cầu đặt ra trên khu đất như thế nào nhé. Đây là cái cung đường mà gia chủ dẫn chúng tôi để vào nhà gia chủ ạ. Đường cũng vẫn còn dễ đi. Chỗ này quay. Rồi, ok, đường càng ngày càng chặt. Gia chủ đang đợi chúng tôi ở trên ngã ba kìa, các bạn đã nhìn thấy chưa? Tôi lại chạy mất rồi. Ok thì hẹn gặp các bạn trong cái khuôn viên khu đất nhé. Cái khuôn viên hiện trạng nhà anh Phước để xây dựng một ngôi nhà vườn mái Thái tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Mời các bạn cùng đón xem ạ. Trạng của nhà anh ấy thì anh dự kiến xây một ngôi nhà vườn cấp 4 với diện tích trên 130m2 thì bọn em mới bố trí được với cái 3 phòng ngủ luôn anh nhỉ. Từ đấy công năng thì về bọn tôi sẽ dùng theo cái khuôn viên hiện trạng khu đất này để bố trí cho anh một cái ngôi nhà cho nó phù hợp. Cái lán tôn này ở đây khu vực phía trước này nhà anh. Trước là để đường 70. Không, thẳng đây là đường cao tốc rồi. Cao tốc đấy, phía dưới là cao tốc. Thẳng đường ngõ mình ra là đường cao tốc. Đấy, phía đằng trước này là mình không có đỉnh chùa gì đúng không anh? Không. Không cho cái đỉnh chùa gì ở đây. Đấy, chỗ nhà mình đây san sát đây. Ừ. Thế mà hướng đằng trước nhà mình không vướng phải cái khu vực nhà công sở nào là được rồi anh ạ. Anh sợ nhà công sở nó chắn, là còn những cái nhà ấy này là họ vẫn có cái độ thoáng là không sao. Anh có nhìn rõ không? Rõ mà. Đấy, thế là trước rồi. Còn đây là sang hướng bên nhà bên này là nhà cao ấy. À. Mái tôn trắng này ta. Này. Hết vườn nhãn nhà ba này. Đây hướng bên này thì thoáng rồi, nhìn ra cánh đồng. Check sang một tí là nghĩa trang đúng không anh? Đúng rồi. Rồi đấy thì hướng chính nhà mình thì không trúng ở cái nghĩa trang này là không sao anh ạ. Đấy check là nhìn là nó ra tận bên ngoài này cơ. Sợ nhất là vào quay mặt đối diện là nghĩa trang nó mệt. Đây là sau. Sau có cái chùa đúng không anh? Ít xa kia có cái chùa đây. Đấy, nhưng mà chú nhìn này, có nhìn là cái viền xanh ở giữa này là cái tâm này. Đấy, nó lại vào giữa cái đây cái này cơ. Là cái tâm của nó đây.
lệch lệch vào cái tháp chuông và lệch giữa cái tháp chuông và cái nhà kìa. Ừ. Và cái nhà mình thẳng lên là như thế. Và, ok. Thế sợ với lại sợ cái mái đao vào nó hướng về nhà mình thôi. Đây là cũng chơi lúc làm đấy. Còn về chủ yếu là nhà cao người ta mới sợ, chứ mình nhà thấp này nằm ở giữa. Chẳng hết. Đây anh ạ, bốn hướng anh là không có gì đâu. Xem lại cái trạng này. Đây, mà cho anh nhìn một lần nữa về cái không gian xung quanh. Đây anh nhìn thấy xung quanh đây thì toàn những cái nhà chắc là tự xây rồi anh ạ. Chưa có cái nào kìa, chưa có cái thiết kế và những cái tự xây theo phong cách ngày xưa đó. Chứ nhìn cái đấy mà nó đẹp, nhìn nó khác ngay, nhìn cái thiết kế vào nó khác ngay. Ngoài kia khu công nghiệp đúng không anh? Đây cái xưởng này mà có những trang rất to. Đấy, xóm này, xóm trên, xóm... Hôm nay là cái nhà ngoài này cũng có tí thiết kế này. Nhà ngói xám xám này. Đúng rồi. Ok, vừa là vừa rồi các bạn vừa là nhìn cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Phước cùng với cái yếu tố phong thủy xung quanh khu vực nhà anh và cái không gian xung quanh xã Ngũ Hiệp này như thế nào. Thì từ đây chúng tôi sẽ bố trí cái khuôn viên nhà anh sao cho hợp lý cùng với cái khuôn viên nhà của anh nằm ở trên cái khuôn viên khu đất này. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khảo sát tiếp theo nhé.